Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, nói về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, có lẽ là có rất nhiều vấn đề cần phải bàn luận và mổ xẻ. Về đề tài về chủ đề này, chúng tôi đã phát sóng 5 số và tuần này sẽ tiếp tục số thứ 6 với chủ đề thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước bằng cách nào. Thưa quý vị, theo đánh giá của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đã được chính phủ, các bộ ngành hoàn thiện, trong đó có giải pháp về cổ phần hóa. Trong vòng hơn 20 năm qua, có khoảng 92% tổng số doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, nhưng thực tế thì mới có khoảng 10% lượng vốn nhà nước được thay thế bởi vốn của tư nhân. Vậy tại sao lại có tình trạng như vậy? Cần phải có những thay đổi như thế nào trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Các chuyên gia cho rằng mập mờ thông tin là căn bệnh cố hữu của các doanh nghiệp nhà nước nói chung. Trong bối cảnh hội nhập cùng với việc tuân thủ các luật lệ quốc tế, hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không nhấn mạnh vào công khai minh bạch và quản trị hiệu quả là không đúng yêu cầu đặt ra. Mà thể hiện ở gắn liền với đổi mới đó là đưa vào trong nghị định 126 về quản lý đất đai, đưa vào nghị định 32 về thoái vốn, đều nói rõ gì đất đai sắp xếp xong, công bố công khai, hãng bán, hãng cổ phần hóa. Thế chính vì thế đây là một trong những cái mà chúng tôi nói là gì, nó thay đổi hoàn toàn cách làm. Trước đây là mình cứ làm vào, cứ có bao nhiêu tài sản mình cứ tống đánh giá một cách nhanh để đưa vào bán, để tạo ra một cái lợi thế giả tạo. Doanh nghiệp sản xuất, làm xuất về cơ khí thì lại lấy đất làm cái nền tảng để tạo ra giá trị gia tăng khi cổ phần hóa, thì không phải. Thế chính vì thế cho nên chính phủ thấy được và làm trước. Thế đây chính là vấn đề chúng ta thực hiện cái quản trị về đầu tiên, quản trị về nguồn lực, quản trị về sản xuất. Thứ hai là chúng ta công khai minh bạch. Nó là cái dẫn tới là cái khả năng cạnh tranh trong nước và cũng cạnh tranh với nước ngoài là nó cũng bị hạn chế. Thế thì ở đây chúng ta là các doanh nghiệp nhà nước, tôi cho dần dần cũng phải thấm nhuần cái quan điểm là chúng ta không còn dựa dẫm quá nhiều vào những cái ưu đãi và cái nguồn lực mà được hưởng trong những thời gian trước đây, mà chúng ta phải dựa vào chính nội lực của mình và để cạnh tranh và vươn ra thị trường trong nước và thế giới để chúng ta nâng cao cái hiệu quả hoạt động. Bản chất của doanh nghiệp nhà nước là cha chung không ai khóc. Đó, tức là không, chúng ta không tìm được cái người mà đại diện vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước cũng là đại diện mà thôi, chứ không phải là của tôi. Có khi nó có những cái lợi ích chồng chéo ở trong đó, có khi còn ông đại diện em còn đứng về cái phía 51% kia. Câu chuyện nó là như vậy. Thành là lúc đó sẽ rất nhiều người muốn là coi như là tôi mua được 51% và 49 còn lại là vốn của nhà nước. Tức là vốn của nhà nước thì không ông nào có tiếng nói cả. Và lúc đó tôi có toàn quyền quyết định. Đó là một cái thách thức cực kỳ lớn đối với cái tiến trình cổ phần hóa. Tưởng rằng chúng ta khôn nhưng mà cuối cùng là chúng ta lại bị thiệt. Hiện còn 700 doanh nghiệp đã cổ phần hóa, song chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Gần 200 doanh nghiệp trong số này đang có kế hoạch niêm yết và gần 300 doanh nghiệp đang tiến hành trở thành công ty đại chúng. Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa mà tuy nhiên là chưa lên sàn. Thì mà cái lý do vì sao mà Ủy ban chứng khoán là chưa xử phạt. Khi mà các doanh nghiệp nhà nước mà cổ phần hóa thì sau 90 ngày thì người ta phải thực hiện cái đăng ký giao dịch. Thì phải nói là trong thời gian qua thì chúng tôi đã thực hiện cái việc triển khai là rất là quyết liệt là cái việc này. Và chúng tôi đã mời các doanh nghiệp lên và thậm chí là chúng tôi đã lập biên bản xử phạt. Thì trong thời gian qua thì phải nói là quá trình làm quyết liệt của Ủy ban trong thời gian qua thì đã có 10 doanh nghiệp là người ta thực hiện cái việc mà đăng ký giao dịch. Thực ra là cái mục tiêu chính của chúng ta để đưa các doanh nghiệp để thực hiện đăng ký giao dịch này để nó minh bạch hóa, để làm sao cho cái khi mà anh đã thực hiện cái cổ phần hóa rồi thì anh được giao dịch, nhất là thông tin được minh bạch hơn, thứ hai là mình được cái sự chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông là nó được dễ dàng hơn. Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải đưa vào đăng ký giao dịch cứng này, chúng ta quản lý và chúng ta giám sát luôn là gì, sau bao lâu anh đủ điều kiện rồi mà anh không lên thì chúng tôi phải có biện pháp xử lý không có người đại diện. Và khi mà đăng ký giao dịch thì qua các cái sở giao dịch chứng khoán ấy, người ta sẽ có cái hỗ trợ về quản trị và người ta sẽ dùng những cái quy định của thị trường, quyền lợi của các cổ đông để yêu cầu các doanh nghiệp mà đủ điều kiện là công ty đại chúng, đủ điều kiện niêm yết phải niêm yết. Vì nó có hai vấn đề chúng ta phải làm gì, nếu niêm yết thì các cổ đông ấy, thì người ta sẽ tính thanh khoản là cao, người ta có thể mua đi bán lại nó dễ và công khai minh bạch. Vấn đề thứ hai nữa là doanh nghiệp có thể huy động được vốn, các nhà đầu tư khác có thể tham gia như một nêu. Thế chính vì thế là những kỷ luật thị trường là có. Theo Bộ Tài chính, sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp không làm tốt sẽ phải thúc đẩy lên thị trường chứng khoán. Sự giám sát quyết liệt của nhà đầu tư sẽ khiến doanh nghiệp đó phải thay đổi về quản trị và đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng thông lệ thị trường.
Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước? Mới đây thì Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với nội dung nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, minh bạch thông tin và đổi mới quản trị. Qua buổi tọa đàm thì các chuyên gia nhà quản lý đã đưa ra những giải pháp đẩy mạnh quá trình này. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Trong giai đoạn tới, Đảng, Quốc hội và Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực chất, hiệu quả hơn để huy động nguồn vốn từ tư nhân, thay đổi năng lực quản trị của doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng ta vẫn cổ hóa nhưng chúng ta phải kêu gọi công nghệ. Thì chính vì thế chúng ta phải tìm được những cổ đông mà người ta sẵn sàng là đi cùng mình, cùng chia sẻ mình về công nghệ, cùng về quản lý, cùng làm cho ngành tốt hơn. Thế chính vì thế cho nên là ở đây tôi nói trong 12 cái dự án thua lỗ đó, thì các dự án đấy đều là những sản phẩm trọng điểm. Sẵn sàng có các nhà đầu tư, ví dụ như tôi nói là với dự án thép, giả sử như Hòa Phát là một doanh nghiệp trong nước là rất tốt, họ sẵn sàng đầu tư vào đây để làm thép. Nhưng với điều kiện họ nói là phải tính đúng tính đủ, rõ ràng, công khai minh bạch. Nếu đấu thì họ cũng đấu, nếu mà họ trả lời chúng thì họ muốn. Thì đấy là những nhà đầu tư người ta chân chính như thế. Chứ người ta không phải với bất động sản. Nếu mà mình lại trông cậy vào một cái khu công nghiệp Thái Nguyên đấy là đất đai rộng để làm khu bất động sản thì cái đấy là chúng ta cũng phải tránh. Và trong thời gian qua thì không phải có những trường hợp mà cái quy trình này làm chưa chặt chẽ và dẫn đến thất thoát tài sản của nhà nước, cụ thể là đất đai. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc xác định giả soát đất đai của doanh nghiệp trước cổ phần hóa để làm rõ là cái đất đấy sẽ tham gia như thế nào trong sau khi cổ phần hóa. Và cái thứ hai nữa là công khai minh bạch. Tôi cho rằng cái quy trình công khai minh bạch cũng rất là quan trọng. Các nhà đầu tư chân chính người ta đề cao cái vấn đề công khai minh bạch. Công khai minh bạch, đặc biệt là vấn đề định giá. Làm thế nào là chúng ta định giá nó đúng như với giá thị trường như chúng ta đã mong muốn để cho các nhà đầu tư người ta cũng sẵn sàng bỏ tiền vào và người ta nhìn thấy cái tiềm năng. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là nhà nước cũng có những cái cơ chế để mà chính sách để mà làm sao cho tạo thuận lợi cho các cái nhà đầu tư mà sẵn sàng bỏ vốn vào. Cân nhắc cái gì cũng phải chọn thời điểm cho nó hợp lý chứ đừng có kéo dài quá. Trước đây thì tôi được nghe nói là không có những cái nhà đầu tư chiến lược thì người ta mới mua những cái tỷ lệ cổ phần lớn. Thế thì bây giờ chúng ta trước đây đã bị kìm hãm cái việc ấy rồi, bây giờ chúng ta khuyến khích có những nhà đầu tư chiến lược vào, đúng không? Mà cái tỷ lệ là cổ phần hóa cho tháo cỡ nhanh hơn cái tỷ lệ mà bên ngoài cổ phần đấy, cổ phần bên ngoài là chiếm nhiều hơn. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cũng phải tính tới một cái vấn đề khác là chiến lược, nhưng mà phải tính tới là các cái loại cổ phần mà nó rộng rãi hơn để người dân đóng góp được vào nhiều, chứ không phải là chỉ là những cái nhà đầu tư chiến lược, nhất là những cái nhà đầu tư chiến lược của nước ngoài, đúng không? Họ vào đây thì họ chi phối hết tất cả rồi, thì chúng ta không còn có cái khả năng để có cái nền kinh tế tự lực của mình nữa. Tuy nhiên, trong danh mục doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020, nhà nước vẫn nắm giữ lượng cổ phần chi phối tại một số doanh nghiệp nhà nước để đưa khối này giữ vị trí then chốt, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội như nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 đã xác định. Tiếp theo sẽ là những đánh giá ghi nhận của nhà đầu tư chuyên gia trong nước và nhà đầu tư nước ngoài chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và một số giải pháp để thúc đẩy quá trình này. Mời quý vị theo dõi. Trung Quốc đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp được hơn 20 năm. Trong quá trình đó, kinh nghiệm chủ yếu là lập cơ quan quản lý tài sản quốc doanh và để cho những người thực sự có kinh nghiệm quản lý tài chính, quản lý và vận hành công ty sau khi cổ phần hóa. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tùy từng ngành nghề và theo quy định của nhà nước mà tỷ lệ là khác nhau. Các doanh nghiệp có ngành đặc thù thấp nhất khoảng 36%, các ngành khác có tỷ lệ có thể đạt 75%, đặc biệt ưu tiên cho các tổ chức đầu tư hoặc các tập đoàn lớn có kinh nghiệm trong ngành. Ở Trung Quốc dùng cơ chế thị trường để ràng buộc doanh nghiệp, các tầng lớp quản lý của doanh nghiệp đều có những kế hoạch công việc phải hoàn thành trong năm. Mỗi tháng, mỗi quý đều có những phân tích về tình hình kinh doanh và có những cam kết về hình thức kỷ luật nếu như không hoàn thành mục tiêu công việc. Đối với kinh nghiệm quốc tế mà các bạn có thể học hỏi, thì tôi nghĩ đó hẳn phải là những quốc gia có hệ thống kỹ thuật kế toán toàn diện như Úc, New Zealand hay Anh Quốc và một số quốc gia khác như Pháp, Thụy Điển. Các bạn có thể học hỏi các kinh nghiệm tích cực trong việc triển khai cổ phần hóa. Các bạn nên sẵn sàng với những cải cách và có khuôn khổ pháp lý cũng như chính sách rõ ràng và đặc biệt là công tác minh bạch trong báo cáo, những công tác giám sát và đảm bảo hiệu quả của quá trình này. Ví dụ như ở Anh Quốc,
thì tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại ngân hàng thấp hơn như thế rất nhiều, và chúng tôi liên tục có những đợt chào bán cổ phần nhà nước tại các ngân hàng. Để làm được điều đó thì quá trình cổ phần hóa, kỷ luật phải được đưa lên hàng đầu, đồng thời đi kèm với kiểm soát và quản lý tốt. Nhà New Zealand giai đoạn năm 1980 thì họ mở room rất là mạnh ngành ngân hàng, và nhờ có đấy thì cái lĩnh vực ngân hàng của họ đã phát triển rất là mạnh, cùng các cái ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng trung ương, họ đã đưa ra được những cái chính sách để vực dậy nền kinh tế cũng như là đối phó với những cái giai đoạn khủng hoảng năm 2008. Thì đấy là một cái trường hợp thành công. Tuy nhiên là có một cái trường hợp mà không thực sự thành công lắm, đấy là trường hợp của Hungary, khi mà giai đoạn những năm thập kỷ 1990 thì cái ngành ngân hàng của Hungary gặp khủng hoảng. Thế là chính phủ trong cái bối cảnh thì nợ ngân sách cao và thâm hụt ngân sách vân vân, thì chính phủ đã tìm đến cái phương án là họ quyết định là mở room cho lĩnh vực ngân hàng của Hungary, và cùng với một vài các cái chính sách khác thì đã thu hút rất mạnh nhà đầu tư nước ngoài và nắm quyền chi phối các cái ngân hàng nội địa của họ. Thì bước đầu thì đã có được những cái thành công nhất định, đấy là những cái chỉ số an toàn vốn và tăng trưởng của ngân hàng đạt kết quả cao. Tuy nhiên là sau đấy thì chúng ta nhanh chóng có thể nhận thấy là những cái hệ quả tương đối là ảnh hưởng lớn. Trong đấy là ví dụ như là các cái ngân hàng ngoại hoặc ngân hàng tư nhân, họ thường là ưu tiên đầu tư, ưu tiên cấp tín dụng cho những cái doanh nghiệp lớn, trong khi lại bỏ qua những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là những cái lĩnh vực chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu tư nhân, khiến cho cái nền kinh tế Hungary phát triển không đồng đều. Tức là hoặc là thành lập ra một cái ban gọi là cổ phần hóa, mà cái vai trò quyết định là coi như là những người mà không liên quan trực tiếp tới cái doanh nghiệp đó, để mà đẩy nhanh cái tiến trình cổ phần hóa. Còn những người mà trong cái doanh nghiệp đó ấy, cũng có thể là thành viên của những cái ban, những cái quá trình đó, nhưng họ không phải là những cái nhân vật quyết định. Còn nếu mà họ là nhân vật quyết định thì nó sẽ kéo dài mãi, bởi vì là chẳng ai lại tự đi bắn vào chân mình. Tức là tôi đẩy nhanh cái tiến trình mà làm cho cái lợi ích của tôi nó giảm đi. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.